Dạ, em tên là Phạm Nguyễn Phương Uyên và em sẽ học ở trường Arkansas State University. Dạ, em sẽ học ngành Psychology tại trường đại học này. Dạ, mong muốn sau này của em sẽ muốn trở thành một người giáo viên dạy cho trẻ em. Bởi vậy nên là em mới học thêm cái ngành Psychology này để hiểu thêm về cái tâm lý của trẻ em. Cái lần này là lần thứ tư em đi phỏng vấn rồi. Ba lần trước thì không được may mắn lắm, nhưng mà lần này em khá là may mắn khi mà được cầm trên tay cái tờ giấy hồng. Dạ, em nghĩ là sau cái lần thứ tư này em cảm thấy em tự tin hơn, với lại em thoải mái hơn. Rồi em không có còn phải run. Lúc mà em run thì cái lời nói của em nó kiểu vấp váp lắm. Nên là em nghĩ là lần này em tự tin hơn rất là nhiều. Dạ, buổi phỏng vấn visa Mỹ thì hôm nay em đi rất là đông người. Lúc mà em vô thì chờ khá là lâu. Em vô thì em được may mắn là em được gặp một người CEO rất là dễ thương, nhiệt tình. CEO hỏi em khá là nhiều câu hỏi. Rồi CEO rất là chịu lắng nghe câu trả lời của em. CEO cũng không có hỏi nhiều về cái việc học của em. CEO chỉ muốn xem học bạ của em, rồi hỏi ba mẹ làm gì thôi ạ. Dạ, chắc là để xem coi là cái sự tự tin của người xin visa với lại cái cách giải quyết các tình huống. Dạ có, em có tham gia một vài buổi hội thảo với trường Green River College. Bên cạnh đó là em cũng có những cái buổi tập phỏng vấn với chị Tiên với lại chị Ngọc Nguyễn. Dạ, cái buổi mà em tham gia với trường Green River thì em thấy không khí nó rất là sôi động. Ý là mọi người luôn đặt ra những cái câu hỏi, nếu mà mình thắc mắc thì luôn đặt ra những cái câu hỏi cho thầy để mà thầy giải đáp các câu hỏi. Sau đó thầy sẽ đưa ra những cái tips để mà mình có thể hoàn thiện hơn, với lại mình sẽ dễ đậu visa hơn. Cái điều mà khác biệt nhất đó chính là em thấy thầy rất là tự tin, thầy dõng dạc nói, rồi thầy giao tiếp một cách thoải mái với tất cả mọi người. Thầy không có phân biệt ai hết. Với lại thầy có một cái rất là hay, đó chính là khi mà thầy đặt câu hỏi, thầy sẽ chọn random một bạn nào đó để trả lời, để cho mà tất cả mọi người đều có thể hiểu rõ hơn được về cái buổi meeting đó. Dạ, cái điều đầu tiên mà mọi du học sinh đều muốn tới Mỹ đó chính là, em nghĩ là nền giáo dục của Mỹ rất là cao, rất là lớn. Với lại khi mà mình có cái bằng của Mỹ thì nó rất là có giá trị. Khi mà mình qua Mỹ thì mình sẽ được có thêm nhiều thời gian để mà thực hành hơn so với là việc chỉ học lý thuyết. Dạ, về môi trường của em thì cũng khá là mong chờ, tại vì cái môi trường này em biết là khá là nhiều học sinh quốc tế và mọi người rất là thân thiện với nhau, sẵn sàng giúp đỡ với nhau, nên là em cực kỳ mong chờ khi mà em qua đó được ở một cái bang an toàn, rồi ở một môi trường giỏi, thì em nghĩ là em sẽ được tiếp xúc rất nhiều bạn dễ thương và thân thiện. Dạ, thực ra là em biết đến công ty mình á là do có một bạn của em đã giới thiệu cho em. Sau đó thì em có lên đây và em liên lạc với mấy chị và mấy chị sắp xếp và làm hợp đồng cho em. Dạ, em thực sự rất muốn cảm ơn chị Thái Tiên và chị Ngọc Nguyễn, vì hai chị rất là nhiệt tình. Chị Ngọc Nguyễn rất là nhiệt tình để mà take care hồ sơ của em. Mỗi lần hồ sơ của em có một cái chút xíu gì đó thì chị vẫn rất là sẵn sàng để mà giải đáp hoặc là hỗ trợ em. Còn về phía chị Thái Tiên thì mỗi lần mà luyện phỏng vấn với chị Thái Tiên, em cảm thấy rất là thoải mái, chị rất là nhiệt tình, nên là em cảm thấy là hai chị rất là tốt với em.